Ăn bánh chưa? Ăn bánh chưa? Ăn bánh chưa? Hôm nay mua hết chỗ bánh rán đây luôn. Rất là nhiều hoa quả và lúc lắc rồi lạc, mí lạc luộc ấy bạn. Hoa này hoa nếp cẩm. À cái này là màu vàng đấy chứ nhỉ? Nếp cẩm màu vàng. Ừ. Chè cháo. Quân là đi chưa về? Không bán cháo à? Bánh cuốn thôi em. Bánh cuốn thế à? Thế có bán cháo bán phở gì à? Muốn ăn cháo. Vâng, xin chào tất cả mọi người quay trở lại với kênh Hoàng Đức TV của mình nhé. Hiện tại mình đang có mặt tại chợ phiên Bản Nghiệu thuộc xã Phổng Lập, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đấy mọi người nhé. Lần trước mình có nhầm là cứ nghĩ rằng là ở đây thuộc xã Trường Bôm nhưng mà thật ra là không phải đấy mọi người nhé. Nó là ở giữa một cái ranh giới Trường Bôm với cả Phổng Lập đấy mọi người. Chợ này sẽ được họp vào thứ tư hàng tuần. Hiện tại mình đang có mặt ở đây là 6:30. Lần trước mình có đi quay rồi nhưng mà lần đấy đi hơi muộn xíu, thì lần này mình sẽ đi quay lại cho mọi người xem nhé mọi người nhé. Mời tất cả mọi người hãy theo mình để đi khám phá xem chợ đây có những gì nhé mọi người. Đây nhé mọi người. Chợ thì sẽ được họp ở dọc đường và có một cái sân nhỏ nhỏ ở trên để bày bán quần áo. Còn tất cả các mặt hàng khác thì sẽ được bày bán ở dọc đường này hết. Bây giờ mời tất cả mọi người hãy đi vào chợ để khám phá xem. Và đây bà con mua bán trao đổi những gì nhé. Chợ này cũng khá là đông. Bà con đi chợ khá là đông, bà con đi họp chợ. Chợ phiên mà một tuần mới có một ngày thì bà con tranh thủ đi trao đổi mua bán các thứ. Ăn bánh chưa? Hôm nay mua hết chỗ bánh rán đây luôn. Mua nhiều thế. Cho anh xin cái. Cho anh xin cái được không? Đang đói lắm, cho anh xin cái. Đi. Bên này sẽ là hàng thịt nhé mọi người ơi. Thịt lợn, trâu bò, cá mú đủ hết à. Chợ khá là đông. Phía bên đằng này sẽ là rau củ quả, hành tỏi, thứ có cả thịt. Nói chung là đủ hết nhé.
Hoa này hoa nếp cẩm. À cái này là màu vàng đấy chứ nhỉ? Nếp cẩm màu vàng. Ừ. Cái này cái gì đấy? Rớt à? Để cái này phơi khô để. Me à? Có phải me đúng không? Phơi khô nhé mọi người. Me ngâm đường. Ô bây giờ vẫn còn măng ấy. Măng đắng này. Quấy mùa. Quấy mùa giờ ăn nó rất là nhiều. Hoa quả và lúc lắc rồi lạc, mía lạc luộc ấy bạn. Ăn ít luộc đâu ạ? À? Cái này luộc rồi này. Chín mía làm sao được, làm cái ao túi nó in kim ao hổn thả nữa. Ở phía đằng sau này sẽ là khu bày bán quần áo nhé mọi người. Còn chưa đi hết, bây giờ đi tiếp này. Đây, đi xuống dưới kia nữa đi. Chưa hết các món. Mùa của những hoa quả nhé mọi người. Nhiều lắm, khá là nhiều luôn. Cái này là quả bán bao tiền một túng bạn? Bán bao tiền một túng đấy? Quả rau da rừng 5.000 à? Bán 5.000 một túng. Cái này quả cà đấy không? Cái này 5.000. À đây nhé mọi người nhé, bây giờ mình sẽ đi hết cái chợ này đi đã, xong tí nữa thì mới quay lại thôi. À chú nhá. À bây giờ mình sẽ đi hết chợ đã, xong tí nữa mình sẽ đi quay lại đây để review từng cái mặt hàng một nhé mọi người. Đi xuyên hết đây đã. Cái này nó đánh dấu cụ thể luôn. Không bị ao luôn. Cái này là thật. Chè cháo, chè cháo cháo. Quân là đi chưa về? Không bán cháo à? Bánh cuốn thôi em. Bánh cuốn thế à? Bánh rán đấy. À, thế có bán cháo bán phở gì à? Muốn ăn cháo quá hả? Muốn ăn cháo quá. Ăn đi. Quân đứng. Vẫn chưa hết chợ nha mọi người nha. Tiếp tục đi tiếp nha. Khá là nhiều thứ, nhiều món. À còn đi tít xuống tận dưới kia nữa cơ. Đây, bây giờ mình sẽ đi cho hết. Ô con gà. Gà rừng nhé mọi người. Nhưng mà cái này là F1 rồi. F1 rồi. F1 rồi.
chứ không phải nguyên chất nữa. Ờ, không phải chứ. Bây giờ ông bán bao tiền con này? Hả? Ông bán bao tiền con này? Con 200 thôi. 200 nghìn một con này? Ờ, 200 nghìn. Gà lai à? Ờ. Gà rừng, lai rừng, lai rừng rồi, chứ phải gà rừng đâu. Lai rừng nó không nuôi được đâu, cháu ạ. Rừng hẳn là không nuôi được. Nhưng mà bố nó thì rừng hẳn đấy. Bố nó là dừng hẳn cái này về lai ra mà. À, bác bán bao tiền con này? 200 thôi. 200 nghìn à? À. 200 nghìn một con. Gà rừng nhé mọi người nhé. Ai đam mê gà rừng thì mua về nuôi được à? Cháu đi chợ đây. Ở phía dưới này là quần áo này. Mọi người cũng về bán vãn rồi đấy. Đi chợ cũng gần là... còn hết rồi, quần áo để đi làm thôi. À, hôm nay lại ra thử đây đây, có túi đây này, đây đi cuối chợ nhé mọi người. À, phía bên đằng này sẽ là hướng về bên phía Trình Bôm và đi lên trên kia. Hai nha. Rồi ok. Rồi đi kia là lên Bản Khem nhá. Đây hết chợ rồi nhá. Rồi sẽ đi quay lại. Đi quay lại vào đây. Để đi chợ tiếp. Mọi người nhìn quan sát từ đây đi thì nó sẽ thấy chỉ tập trung ở khu trên kia thôi. Đây này. Mình sẽ zoom lại gần cho mọi người xem nhé. Đó, tập trung ở khu trên kia thôi. Mua bán các thứ đồ ăn, đồ uống. Đây, bạn Kiểm đang kiểm tra, đang xem túi, túi thổ cẩm của người dân tộc Thái mình nhé. Đấy, siêu đẹp luôn, ngoảnh mắt đấy. Ngoảnh. Em gập gập cái kia vào, gập cái đấy. Không gập nó vào, đừng có bành nó ra. Gập vào. Ừ. Đấy, gập như thế đấy. Đấy. Đẹp trai ra rồi đó. Làm quả áo Thái nữa là chuẩn luôn. Thì áo Thái luôn à? Chuẩn Thái luôn. Đấy, ngoảnh ra xem nào, ngoảnh ra xem nào. Đấy. Cho cái này cho vào. Lắp khóa vào. Cho tiền vào. Lắp khóa vào. Lắp khóa vào. Ừ, lắp khóa vào miệng nói. Lắp được không bà? Lắp khóa được không? Thế sao được không được? Cho khóa vào thôi mà đây khóa quần mình ấy. Okay. Đây hàng của bà đây nhé mọi người nhé. Ai muốn mua hàng hóa về dân tộc Thái thì bà có đầy đủ hết. Từ vải vóc cho đến trang sức. Đấy, vòng tay, hoa tai đầy đủ hết. Nhưng mà xong cứ đi như này nó buồn cười nhỉ. Đây túi Thái rất là nhiều. Thêm bao tiền cái đó bà? 50.000 một cái mọi người. Ui rẻ nhỉ. Siêu rẻ, siêu đẹp. Siêu thổ cẩm luôn. Hả? Bỏ má nó lại. Mặc cái áo Thái xong rồi bể cái túi này vào. Quần áo đi về chưa? Em chưa đi nữa, lên nhà em chơi. Thế bây giờ đi đâu đây? Em xuống dưới này thôi. Đi xuống dưới này á? Tí nữa lên nhà chơi nhá. Tan gần hết rồi đấy. Mọi người còn, tại vì mọi người còn đi chợ xong rồi tranh thủ đi làm nữa. Ừ. Ở đây đang chuẩn bị đi gạch. Tranh thủ đi chợ xong còn đi làm nữa. À, mua bánh ăn rồi à? Tiếng tôi vang rừng núi. Ồ, chắc hôm nay không bị hết bánh đâu quá. Mọi lần mình không được ăn bánh luôn. Chị bán bánh rất là xinh gái. Hôm nay chắc vẫn còn cơ hội để ăn bánh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bây giờ mình sẽ xin kết thúc video ở đây thôi. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video lần sau của mình. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều.